Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn. Các bạn học sinh thân mến, ở bài học trước, cô trò chúng mình đã cùng nhau đến với phần tìm hiểu những câu hát, những câu ca dao về tình yêu quê hương, đất nước, con người. Qua bài học này, các bạn sẽ biết thêm những kiến thức về những địa danh vô cùng quen thuộc, vô cùng nổi tiếng của nước ta. Bên cạnh đó, sẽ có một niềm tự hào sâu sắc về vẻ đẹp của quê hương và biết cách giữ gìn, trân quý những vẻ đẹp ấy. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo, đó là những câu hát về tình cảm gia đình. Chúng ta sẽ cùng đến với bài ca dao số 4. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi. Nội dung của bài ca dao được diễn tả thông qua những hình ảnh và biện pháp nghệ thuật nào? Từ đó cho biết ý nghĩa của những hình ảnh và biện pháp nghệ thuật ấy ra sao? Hãy cùng cô phân tích nhé! Các bạn thân mến, để nói về công lao của cha mẹ, nghệ thuật nào đã được sử dụng trong bài ca dao trên? Hãy giúp cô trả lời câu hỏi này nhé! Nổi bật ở bài ca dao đó là nghệ thuật so sánh sóng đôi, công cha và nghĩa mẹ, được sánh ví với núi ngất trời và nước ở ngoài biển đông. Tác giả dân gian đã sử dụng những hình ảnh thiên nhiên, cụ thể núi cao và biển rộng là biểu tượng cho sự vĩnh hằng bất diệt của thiên nhiên để so sánh với những ý niệm rất trừu tượng, đó là công cha, nghĩa mẹ. Ngoài ra, điệp từ núi, biển cộng với từ đặc tả ngất trời và từ lấy mênh mông khiến cho công cha được ví như núi đã cao lớn, hùng vĩ. Nay, chiều cao của núi càng thêm cao và tình mẹ dạt dào sánh với nước biển đông, thì nay chiều rộng của biển lại càng thêm rộng. Qua những gì chúng ta đã phân tích, theo các bạn, hình ảnh so sánh có ý nghĩa gì? Đúng vậy, hình ảnh so sánh này đã nhấn mạnh được sự cao cả vĩ đại, vô cùng vô tận của tình cha nghĩa mẹ dành cho con cái. Tác giả dân gian còn sử dụng cụm từ Cù Lao chín chữ để gợi nhắc đến về công lao của cha mẹ nuôi con vất vả nhiều bề. Ngoài ra, các em có thể nhận ra được sự gần gũi, ấm cúng của từng câu chữ qua giai điệu mượt mà của lời hát ru trong bài ca dao. Âm điệu thành kính, thiêng liêng, sâu sắc nhưng ngọt ngào và trìu mến qua các tiếng gọi ơi, dạt dào tình cảm và thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc. Đến đây, chắc các em có thể nói cho cô biết bài ca dao số 4 gợi nhắc cho các em về tình cảm gì rồi, đúng không nào? Trong bài ca dao này, các em có thể dễ dàng nhận ra nội dung của bài là diễn tả công lao trời biển và tình cảm vô bờ bến của cha mẹ đối với con. Vì yêu con nên sẵn sàng hy sinh tất cả vì con, và lời khuyên rất sâu sắc của cha mẹ, bổn phận của kẻ làm con là phải khắc sâu ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thế nhưng, cái hay của bài ca dao là ở cách nói của tác giả dân gian, nói về công lao cha mẹ và nhắc nhở bổn phận của kẻ làm con, nhưng không khô khan, cứng nhắc, cũng không gượng ép, kể công mà rất chân thành, gần gũi, trữ tình, bằng dòng điệu của một lời ru với những hình ảnh biểu tượng truyền thống thật gần gũi và cụ thể. Các bạn hãy cùng cô tìm hiểu một vài bài ca dao có sử dụng công thức mở đầu là công cha hoặc hình ảnh núi biển để nói về công lao của cha mẹ trong kho tàng văn học dân gian của dân tộc nhé. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Dù đi khắp bốn phương trời, công cha nghĩa mẹ không ai sánh bằng. Công cha đức mẹ cao dày, cơ mang
trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân. Ngoài ra, còn có rất nhiều bài ca dao khác cũng nói về tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Các em hãy thử sưu tầm và chia sẻ với bạn bè nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến bài ca dao số 5. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân, yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận hai thân vui vầy. Bài ca dao có thể là lời cha mẹ răn dạy con cái, hoặc là lời anh chị em trong gia đình nói với nhau. Cách dùng từ xưng hô anh em và cách nói như một lời khuyên lên là cơ sở để giúp chúng ta nhận ra điều đó. Các em hãy cho cô biết nội dung hai câu đầu đề cập đến điều gì? Hai câu đầu giống như một định nghĩa về tình anh em, phân biệt giữa anh em với người xa lạ. Từ nào phải phân định rạch ròi giữa hai khái niệm anh em và người xa. Các từ ngữ cùng chung bác mẹ, một nhà, cùng thân nêu rõ mối quan hệ gắn bó ruột thịt, cùng huyết thống, sống chung dưới một mái nhà và cùng vui buồn có nhau, gắn bó thân thiết. Ở hai câu cuối, tác giả dân gian đã gửi gắm lời khuyên gì và lời khuyên ấy được thể hiện bằng biện pháp nghệ thuật nào? Các bạn học sinh thân mến, bằng phép so sánh yêu nhau như thể tay chân, ví tình anh em ruột thịt gắn bó là thứ tình cảm trừu tượng với hình ảnh tay chân để diễn tả được sự gắn bó keo sơn không thể chia cắt được như tay với chân của một cơ thể. Nếu dân gian vẫn nói vợ chồng như áo cởi ra, nghĩa là tình cảm vợ chồng dù có sâu nặng nhưng vẫn có thể chia lìa. Nhưng nếu là tình anh em, là tay chân, gắn bó thì dù thế nào cũng không thể chia cắt. Câu cuối của bài ca dao là lời khuyên rất chân thành mà sâu sắc. Anh em có hòa thuận, có yêu thương gắn bó với nhau thì cha mẹ mới có thể yên lòng mà vui vầy mà an tâm. Nếu đây là lời của ông bà, cha mẹ răn dạy con cái thì câu ca dao đã thể hiện rõ tấm lòng, mong ước của cha mẹ. Còn nếu đây là lời anh em tự nói với nhau thì đó chính là lời khuyên, lời tự dặn để cha mẹ an lòng. Qua cách nói giản dị, mộc mạc nhưng rất sâu sắc, ông bà ta đã luôn mong mỏi và răn dạy các con cháu phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của bậc sinh thành. Từ đây, các em hãy luôn ghi nhớ những lời ca dao này và thực hành trong cuộc sống của mình các em nhé. Như vậy, vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài ca dao số 4 và bài ca dao số 5, nói về tình cảm gia đình. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy thử sưu tầm thêm những bài ca dao nói về quê hương đất nước, nói về tình cảm gia đình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.